Vai trò quản lý nhà nước về kinh tế đất và các chính sách kinh tế đất ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, là nguyên nhân căn bản làm thất thoát nguồn thu từ đất, tạo nên những bất cập trong công tác quản lý đất đai. Một trong những giải pháp đẩy mạnh quản lý nhà nước đối với đất đai được đưa ra là việc xây dựng lưới giá đất, cần đẩy mạnh việc triển khai các dự án song phương và đa phương, ứng dụng công nghệ định giá đất tiên tiến của các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc vào việc định giá đất cho từng thửa đất. Từng bước xây dựng lưới giá đất trên cơ sở xây dựng bản đồ vùng giá trị cho các khu đất có tính tương đồng trên cơ sở dữ liệu về khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể được xác định thông qua các hoạt động đấu giá, bồi thường, thỏa thuận, giao dịch thực tế, kiến nghị chính phủ thay đổi phương thức tính tiền sử dụng đất hiện nay.